Năm nay, Lữ đoàn Pháo binh 382 tiếp nhận 170 tân binh, trong đó có 50 chiến sĩ là người Thái Nguyên. Nắm chắc đặc điểm tâm lý chiến sĩ mới, ngay từ những ngày đầu nhập ngũ, cán bộ đơn vị đã luôn gần gũi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tổ chức cho chiến sĩ mới tham gia các hoạt động tập thể để giúp họ thêm tự tin, hăng hái trong thực hiện nhiệm vụ. Nhờ sự gần gũi, quan tâm, chia sẻ, nhất là việc làm gương của cán bộ các cấp đã tạo ra môi trường cởi mở, dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao trong đơn vị. Qua đó giúp từng chiến sĩ nhanh chóng hòa nhập với môi trường và kỷ luật quân ngũ, tích cực phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Khi tôi bước chân vào môi trường quân đội thì tôi cảm thấy rất là lo lắng. Sau khi bước vào trong đơn vị này thì tôi cảm thấy rất là ấn tượng bởi vì môi trường ở đây là môi trường xanh, sạch, đẹp. Cán bộ các cấp ở đây thì quan tâm, gần gũi, động viên và hỏi han chúng tôi rất là nhiều. Tôi sẽ ra sức học tập và rèn luyện thật tốt để có thể hoàn thành được tốt các nhiệm vụ mình được giao. Để tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện chiến sĩ mới, ngay từ đầu năm, Đảng ủy Lữ đoàn 382 đã xây dựng nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo nhiệm vụ công tác huấn luyện. Xác định rõ chủ trương, biện pháp lãnh đạo, các mục tiêu, yêu cầu, chỉ tiêu trong huấn luyện và các khâu đột phá. Trên cơ sở rút kinh nghiệm những hạn chế trong huấn luyện của năm trước, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đề ra nhiều biện pháp cụ thể để khắc phục. Do đó, nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới đã luôn được quán triệt tới từng đơn vị và được tổ chức thực hiện chặt chẽ, khoa học. Thì năm 2023, chúng tôi xác định thì mục tiêu, nhiệm vụ đó là huấn luyện chiến sĩ mới phải đạt giỏi, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là đảm bảo an toàn tuyệt đối. Lấy cái mục tiêu giáo dục làm đầu, trong đó là những cái giáo dục về chính trị tư tưởng để xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ chiến sĩ, đặc biệt là đối với chiến sĩ mới. Để nâng cao chất lượng công tác huấn luyện chiến sĩ mới, trước khi tiếp nhận bộ đội, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 382 đã chỉ đạo củng cố, mở rộng, cải tạo hệ thống thao trường bãi tập, nơi ăn ở, học tập, sinh hoạt cho chiến sĩ mới, bảo đảm tốt nhất về cơ sở vật chất cho quá trình huấn luyện. Thao trường đổ mồ hôi thì chiến trường bớt đổ máu. Đây không chỉ là khẩu hiệu mà còn là một tinh thần được quán triệt trong toàn quân. Và để cho công tác huấn luyện chiến sĩ mới năm nay được đạt được kết quả cao thì thời gian qua công tác chuẩn bị mô hình cũng như là thao trường, bãi tập đã được Lữ đoàn 382 chuẩn bị một cách chú đáo. Và đây cũng là một trong những cái điều kiện để tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện tân binh năm 2023. Công tác chuẩn bị thao trường, bãi tập cho đơn vị cũng đã được củng cố rất là nhiều. Trong đó thì có thao trường huấn luyện về chuyển hóa thành đấu, thao trường huấn luyện kỹ thuật chủng binh và đặc biệt là thao trường huấn luyện chiến thuật binh chủng hợp thành. Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng huấn luyện chiến sĩ mới, Lữ đoàn đã chủ động làm tốt việc quán triệt, giao nhiệm vụ, xây dựng ý chí, quyết tâm cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia huấn luyện. Đây cũng là phương châm chỉ đạo chung của quân khu đối với tất cả các đơn vị huấn luyện chiến sĩ năm 2023. Tất cả cán bộ các cấp từ tiểu khẩu đội trưởng trở lên đều được tập huấn trước khi bước vào huấn luyện, thực hiện tốt cái mẫu biểu tổ chức biên chế, bảo đảm ưu tiên quân số cho nhiệm vụ huấn luyện và tham chiến đấu. Năm 2023, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 382 xác định tiếp tục đột phá, nâng cao chất lượng huấn luyện chiến sĩ mới với nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ theo đúng phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc. Với tinh thần trách nhiệm, sự linh hoạt, sáng tạo, tận tâm của đội ngũ cán bộ các cấp và quyết tâm của mỗi tân binh, đây chính là nền tảng để Lữ đoàn 382 phấn đấu giành nhiều thành tích cao hơn khi bước vào huấn luyện giai đoạn tiếp theo.